À, xin chào bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn bí quyết làm thế nào để bạn trở thành một người thành công và hạnh phúc. À, làm thế nào để bạn tránh thất bại và làm thế nào để bạn có thể lan tỏa được những các cái bí quyết này cho những người trong đội nhóm của bạn. Thì thưa bạn, nếu bạn muốn thành công, nếu bạn muốn tránh được những thất bại thì bạn nhất định bạn cần phải biết những cái điều sau đây tôi chia sẻ cho bạn. Những người, trước hết tôi nói với bạn là những người thất bại. Người thất bại, người ta có những các cái đặc điểm gì và nó khác gì so với người thành công? Thì tôi nói với bạn là người thất bại, bạn chỉ cần nhớ có bốn cái loại, thể loại sau đây, bốn cái đặc điểm sau đây của cái người mà sẽ thất bại. Và nếu rơi vào một trong những bốn cái đặc tính này, một trong cái bốn cái tính cách này thì người đấy là người thất bại. Và nếu họ không thay đổi thì họ mãi mãi là người thất bại. Và trong team đội của bạn, trong công ty của bạn, trong gia đình của bạn, nếu có những cái người như này thì bạn cần phải giúp họ nhận ra và phải thay đổi. Và hoàn toàn bạn có thể thay đổi được nếu bạn đang rơi vào một trong số bốn cái đặc tính sau đây. Đặc tính thứ nhất của cái người thất bại đó là gì? Đó là chối bỏ. Chối bỏ. Chối bỏ có nghĩa là gì? Là mình làm sai. Mình làm sai. Mình là người gây ra cái sự thất bại đó. Mình làm cho cái việc đó nó bị đổ bể. Mình đến muộn. Mình là người gây ra sản phẩm lỗi. Mình là người gây ra là gì? Gây ra đổ vỡ. Thế nhưng mà là cứ chối bỏ, không nhận trách nhiệm về mình, không nhận rằng là mình được gây ra đổ vỡ, không nhận rằng là mình đến muộn, không nhận rằng là mình thất bại, tức là chối bỏ hoàn toàn. Thế thì cái người nào mà người chối bỏ như vậy thì đấy chính là người dối trá. Dối trá, không trung thực, đúng không? Và nếu mà họ chối bỏ, họ làm mà họ không nhận, họ làm mà họ không dám nhận trách nhiệm về mình, họ sai mà họ không nhận, họ đổ vỡ mà họ không chịu nhận đổ vỡ, thì đây là con người không trung thực. Và đã là người không trung thực thì không đáng tin, đúng không? Không đáng tin cậy. Mà không đáng tin cậy thì không thể là làm được gì cả. Bạn có công nhận với tôi không? Khi không đáng tin cậy thì ai tin? Cho nên là việc cái loại người thứ nhất là họ chối bỏ, họ không trung thực. Loại người thứ hai đó là đổ lỗi. Cái đặc tính thứ hai, cái tính cách thứ hai đó là hay đổ lỗi. Đổ lỗi có nghĩa rằng là họ không chối bỏ. Họ không chối bỏ rằng là thất bại, họ không chối bỏ là đổ vỡ, họ không chối bỏ là muộn, họ không chối bỏ rằng là sản phẩm này bị hỏng. Nhưng họ lại đổ lỗi cho là gì? À đấy là cấp dưới, đấy là quân của họ chứ không phải là do họ. Họ có thể đổ lỗi là à đây là tại vì ví dụ như là con họ hư, họ lại đổ lỗi là đấy là tại vợ không dạy, hoặc là tại chồng không dạy. Con họ hư thì họ lại có khi họ lại đổ lỗi là gì? Đấy là tại vì là họ nghèo cho nên là con họ mới bị hư. Hoặc là họ đổ lỗi là họ sống ở một cái môi trường do là có quá nhiều hư nên là con họ lại hư. Hoặc là tổ đội của họ không đạt được cái kết quả chỉ tiêu thì họ lại đổ lỗi là gì? Họ đổ lỗi đấy là do là lính của họ, họ đổ lỗi đấy là quân của họ, hoặc là họ đổ lỗi là gì? Họ đổ lỗi là do những người khác chứ không phải họ. Hay là ví dụ như là họ không đạt được cái doanh số, họ bắt đầu là họ đổ lỗi là tại vì sản phẩm, tại vì cái này, tại vì cái kia. Nói tóm lại là một tá những các lý do họ cho rằng đấy là lỗi gây ra cái thất bại của họ, gây ra cái đổ vỡ của họ, gây ra những các cái điều mà do con cái của họ này kia. Đây là một trong cái đặc tính vô cùng gọi là tồi tệ của cái người mà thất bại, đúng không? Thế là thích đổ lỗi mà lại không nhận là họ lại có lỗi trong đấy, họ không bao giờ nhận là trách nhiệm của họ này.
Thứ ba, đặc tính thứ ba đó là gì? Đó là biện minh. Biện minh nó là một cái cao hơn so với đổ lỗi, tức là nó không đổ lỗi cụ thể mà nó là một cái giải thích những cái lý do nghe có vẻ như là hợp lý. Bạn có hiểu không? Chẳng hạn như đợt vừa rồi, ví dụ như là do Covid nên là khách hàng đã không mua hàng rồi bị thụt giảm doanh số, cho nên họ giải thích rằng là đấy là do Covid cho nên thế này thế kia. Tất nhiên nếu như trong trường hợp mà vì những cái lý do đấy nghe thì nó hợp lý quá rồi, nhưng mà tại sao ngay công ty bên cạnh vẫn là mặt hàng đấy, vẫn công ty vẫn là những cái trên thị trường như vậy, vẫn là Covid như vậy mà tại sao doanh số của họ là không bị giảm, họ vẫn tăng, đúng không? Thế thì rất nhiều các cái lý do biện minh như là tại trời này, tại đất này, tại khủng hoảng này, rồi tại môi trường này, hay là tại đối thủ này, và có thể có nhiều các lý do biện minh khác nhau. Khi mà người ta có những cái lý do mang tính chất là kiểu dạng như là nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà bạn lại có thể tìm được những cái dẫn chứng là những người khác làm được, những cái công ty khác làm được, những tổ khác làm được, thì họ lại vẫn cứ viện cớ những các cái lý do nghe có vẻ cực kỳ thuyết phục, nhưng thực sự là đấy là những người biện minh, đó chẳng qua là biện minh. Còn cái thứ tư ấy, nó là sự thờ ơ, sự bàng quan, nó thờ ơ. Tức là thờ ơ có nghĩa là gì? Đáng lẽ ra họ nhìn thấy những cái điều tai, gọi là ngang tai chướng mắt, họ thấy những cái điều mà có thể nguy hiểm, nguy hại đến gia đình của họ, nguy hại đến những cái đồng đội của họ, nguy hại đến công ty của họ, thì họ phải có trách nhiệm để ngăn cản, để báo cáo, để làm sao tham mưu, để cố gắng làm sao có những cái hành động ngay mà luôn, nhưng họ không làm, họ không làm đó. Chẳng hạn họ đang nhìn thấy team đội của họ đang bị mất đoàn kết, đang là bị chia bè chia phái, thì đáng lẽ ra họ phải nhảy vào để họ có những cái sự là can ngăn, họ có những cái sự là giảng hòa, họ phải có những cái trách nhiệm làm thế nào đấy để cho mọi người hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn, nhưng họ đã không làm như vậy, họ thờ ơ. Và đấy chính là một trong những cái lý do cũng làm cho là cái kết quả của họ, cái đời sống của họ, cái cuộc sống của họ cũng là gì? Là thất bại. Thì đấy chính là bốn cái yếu tố, hay là bốn cái đặc tính, bốn cái tính cách của những người thất bại. Một là chối bỏ, hai là đổ lỗi, ba là biện minh, và bốn là thờ ơ. Thế vậy người thành công khác gì so với lại những người thất bại? Tôi chỉ có nói một cái điều này thôi. Khi mà tôi đi học thầy Blessinger thì thầy có nói rằng là người thành công khác với người thất bại ở hai từ trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm trước cuộc sống của tôi chịu trách nhiệm trước gia đình của tôi chịu trách nhiệm trước đội nhóm của tôi chịu trách nhiệm trước kết quả của tôi chịu trách nhiệm trước là những các cái lỗi mà tôi gây ra và team đội của tôi gây ra, tôi chịu trách nhiệm trước các cái kết quả kinh doanh của công ty của tôi chịu trách nhiệm trước những người con của tôi chịu trách nhiệm trước tất cả những gì mà nó thuộc về cuộc đời tôi, và thuộc về đội nhóm của tôi, thuộc về công ty của tôi, thuộc về là tổ chức của tôi, và thuộc về những gì mà tôi phải chịu trách nhiệm. Hai từ thôi, trách nhiệm. Cho nên nếu bạn muốn thành công, nếu bạn thực sự muốn khát khao để mà bạn có được một cái team đội thành công, thì bạn phải có trách nhiệm, đúng không? Bạn phải là người chịu trách nhiệm. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác vì về cái cuộc đời của bạn. Bạn phải tự chịu nhiệm cuộc sống của bạn. Nếu bạn giàu cũng là do bạn, nếu bạn nghèo cũng phải là do bạn, nếu bạn dốt cũng là do bạn, bạn giỏi cũng là do bạn, và tất cả là do chính bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, và hãy chia sẻ video này cho những người thực sự khát khao thành công, khát khao có một cuộc sống thịnh vượng và giàu có. Xin chúc bạn thành công.